Này, cô chú chị và cả nhà đang thắp nhang cho chú nha cô chú chị và sáng, mặc dù sáng rất là sớm luôn nha cả nhà. Anh chị cô chú rồi nè cô chú chị và đây mấy cái anh chị này chắc làm công ty ra cả nhà, mặc dù rất là sớm luôn nhưng giờ mới có 6 giờ hơn thôi cô chú chị và chú tưởng nhớ chú thì sự ra đi của chú vậy. Chú cô tới rất là sớm luôn cả nhà. Thắp cho chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh một cái thuốc luôn cả nhà, biết chú ấy rất là thích hút thuốc luôn cô chú chị bạn.